Nhưng những bạn nào không học Phật thì thường không có các con đường tu sửa bản thân, thì cuộc đời của chúng ta sống nó rất bản năng, tức là sống người tính một phần mà thú tính một phần, rồi chúng ta luân hồi là vì cái sự lộn xộn đấy. Cũng là đến chùa, có người thành tâm mà đến chùa, có người vì tham mà đến chùa, có người vì sợ mà đến chùa, có người a dua mà đến chùa, si mà đến chùa. Nên cũng là cái người vào chùa tu có 5-7 loại. Vấn đề là chúng ta phải xác định đó là loại nào, chứ đừng gán ghép mọi người đến chùa tu đều là người thất bại. Thầy cho hỏi tu để làm gì? Câu vui không? Thầy cho hỏi chạy bộ để làm gì? Thầy cho hỏi đi học để làm gì? Hai người đang cãi nhau, cái tự nhiên có một ông thầy, ông nhảy vô, ông bảo thôi đừng cãi nhau nữa, mỗi người nhường nhịn nhau một tí, im lặng đi. Thế là êm thôi mà, rồi từ từ mình giải quyết sau. Thế là tự nhiên trong đó có một người nhận ra vấn đề rồi họ im lặng đi. Đấy là tu đấy. Còn bây giờ hai đứa nó không biết dừng lại, lúc nào cũng cãi nhau như thế, rồi một ngày đẹp trời nó lấy chai bia nó đâm một phát, thằng kia chết, thằng bị tù chung thân, thằng tử hình, thằng thì bị chết vì đâm, thằng thì bị tử hình. Đấy là không tu đấy. Trên một cái bàn nhậu, tuần nào cũng đi nhậu mấy cữ, quắc cần câu, 2-3 giờ đêm mới về đến nhà đánh đập vợ con. Một ngày đẹp trời, cái anh chàng đó quyết định không đi nhậu nữa. Đấy là tu đấy. Nên cái câu hỏi thưa thầy tu để làm gì đó, tôi lấy ví dụ thế về và em tự kiểm tra là đó, đây là tu đấy. Tu là mình sửa tâm tính của mình để cho tâm tính nó tốt đẹp lên, tốt đẹp cho mình và tốt đẹp cho cả cái xã hội này. Anh không học Phật thì mất gì? Có khác gì câu hỏi tu để làm gì đâu. Học Phật mà chỉ học lý thuyết suông thì đấy không phải là học Phật. Học Phật là tiến trình văn tư tu. Văn tư tu là để học từ lý thuyết, nó ngấm vào da thịt mình, nó biến thành hành vi của mình, làm cho mình tốt đẹp từ lý thuyết, cho đến tốt đẹp trong suy nghĩ, cho đến tốt đẹp trong hành vi. Vậy người nào mà suy nghĩ, lời nói, hành vi hàng ngày được điều chỉnh, được ý thức tốt đẹp lên mỗi ngày, trí tuệ được sáng ra mỗi ngày, ý chí nghị lực lại tăng lên mỗi ngày, tâm hướng thiện, từ bi rộng lượng hơn, cứ như thế nó mở ra mãi, thì người đó đang tu theo lời Phật dạy. Nên cái người không học Phật thì thường không có được cái lộ trình này. Người không học Phật thì nếu làm quan thì chỉ thanh liêm được 1-2 năm đầu thôi, rồi sau đó quyền lợi nó đến là thành quan tham trở lại. Nếu mà làm tướng thì dễ trở thành cái tướng tàn ác. Nếu trở thành người làm ăn thì dễ dùng nhiều thủ đoạn để chèn ép, để lừa luôn cả những cái đối tác của mình, miễn mình có lợi được rồi. Và nếu cái người không tu, trong gia đình nó lục đục, cái sự nhường nhịn, cái sự nhẫn nhịn, cái sự biết điều, cái sự hiểu và thương trong gia đình là một hình thức tu trong gia đình. Nhưng cái chữ tu trong đạo Phật thì nó sâu sắc hơn nhiều. Nhưng ở đây tôi lấy những cái ví dụ đơn giản hơn. Nhưng những bạn nào không học Phật thì thường không có cái con đường này, không có cái con đường tu sửa bản thân, thì cuộc đời của chúng ta sống nó rất bản năng. Sống rất bản năng, tức là sống người tính một phần mà thú tính một phần, rồi chúng ta luân hồi là vì cái sự lộn xộn đấy. Từ thú nó phải lên người, từ người nó phải lên thánh thì mình không làm được. Từ thú lên người trong một ngày đẹp trời, làm người mà tính thú, làm người mà tính thú thì chắc chắn chết đi, thì từ thú trở xuống nha. Đó. Thầy ơi, tu tập tốt sẽ được về đất Phật Tây Phương Cực Lạc, có đúng không ạ? Thầy cho em hỏi, tu tập theo pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ có đi đến vãng sanh được không? Tức là có đi đến về Tây Phương được không? Hai câu hỏi này là đều nói về Tịnh Độ ha. Một bạn thì nói là tu tập tốt được về đất Phật Tây Phương Cực Lạc có thật không? Và tu tập theo pháp môn Tịnh Độ niệm Phật thì có đi đến vãng sanh được không? Thì thú thực là cái pháp môn Tịnh Độ là tôi không có theo. Tôi chỉ học được 1-2 buổi thôi, tôi thấy nó không áp phê tôi nên tôi không theo. Nhưng mà theo kinh điển gốc của Đức Phật á, thì làm gì thì làm nó phải đủ tiến trình văn tư tu. Tức là học phải hiểu, hiểu phải hành. Còn nếu mà các bạn đọc có một câu thôi thì đâu có phải là học. Đọc có một câu à?
các bạn kiếm một cái câu nào đó các bạn đọc con câu à, thì cái đó đâu có gọi là học, cái đó đâu gọi là hiểu. Đời nó đâu đơn giản thế đó. Nha. Đó, nên cái thực hành của nó thì cũng có thể là nó thực hành được phần nào nghiêng về nhất tâm, nghiêng về định. Nhưng mà để có trí tuệ thì nó phải có niệm và nó phải có chánh kiến thì nó mới có trí tuệ được. Thì mỗi một câu thì làm sao mà khởi sinh chánh kiến được thì cũng khó nhỉ. Nên tôi nghĩ là cái pháp môn tịnh độ nó rất phù hợp với giai đoạn đầu chúng ta chưa chạm được vô Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng ta mượn tịnh độ tông để chúng ta đi cho nó dễ thì được. Nhưng mà nếu chúng ta đi khoảng 1-2 năm rồi, năng lực định lực có rồi, tập trung mà định, thì chúng ta chuyển sang Vipassana. Thì lúc này thiền định và niệm nó đi song hành với nhau, nó mới nở hoa được. Và chúng ta phải học lời Phật dạy cho nó sâu. Ví như chúng ta học về niệm thì chúng ta phải học kinh tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, mình phải hiểu, mình thực hành nó mới chắc được. Còn mình không hiểu mà mình thực hành thì giống như người đi mò đường, vừa đi vừa mò đường thì nó nhiều rủi ro, có thể đi lạc đường mà mình không biết mình lạc. Nên tịnh độ nó hoàn toàn tốt cho những người chưa có căn cơ đến với Phật giáo Nguyên Thủy. Và nó chỉ tốt được vài năm đầu thôi. Khi các bạn đã có định rồi nên chuyển sang niệm. Tại vì Đức Phật dạy bát chánh đạo thì chánh niệm và chánh định là hai cái món đi song hành với nhau. Còn mỗi có định không thì không đủ được nha. Đó. Còn về Tây Phương Cực Lạc được hay không thì tôi không biết. Kể cả những người nào giả sử đã đi rồi có quay về nói cho mình nghe đâu thì mình không biết được. Vãng sanh Tây Phương cũng thế, cái này tôi không biết nha. À. Nhưng mà trong lời kinh điển Đức Phật dạy thì Ngài rất khuyến khích chúng ta thực hành bát chánh đạo. Và tứ diệu đế bát chánh đạo, tứ niệm xứ là Ngài nói xuyên suốt kinh điển. Còn nó sang đến Trung Quốc rồi nó về Việt Nam, nó thành tịnh độ như nào thì tôi không biết. Có thể là một cái phương pháp nó thích nghi với một giai đoạn nào đó thì mình chấp nhận được. Nhưng nói tịnh độ là tuyệt chiêu của Phật Thích Ca thì tôi không chấp nhận. Của ông Phật nào chưa chắc Phật Thích Ca, mà ông Phật đó mình không xác định được. Còn ông Phật Thích Ca mình xác định được rất rõ. Và lời Đức Phật Thích Ca dạy trong kinh điển Nguyên Thủy còn rất rõ. Chúng ta đọc là chúng ta cảm nhận được, chúng ta thực hành cảm nhận được ngay. Nhưng các bạn mạnh dạn thử đi. Học được toán rồi học thử sang lý đi. Tại sao cứ bị kẹt vô toán mà không dám bước sang lý nhỉ? Mà toán này học có câu à? 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 1 bằng 2, học cả đời 1 cộng 1 bằng 2 xong bảo chết đi sẽ được thành Einstein. Thì nghe chừng rất vô lý. Đã là toán thì nó phải rất nhiều công thức. Cả cộng trừ nhân chia nó mọc lên nó mới là toán chứ. Chứ cứ 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 1 bằng 2, cái thật tập trung vào 1 cộng 1 bằng 2 là thành bác học. Thì tôi nghi ngờ, tôi rất nghi ngờ cái cách học đấy. Nha. Thầy quan niệm ra sao khi có ý kiến cho là người tu tập là người thất bại? Người đi tu, có những người tìm cầu chân lý mà đi tu, có những người hiểu sâu sắc cuộc đời mà đi tu, và có những người thất bại mà đi tu. Thất bại trong cuộc đời, chán trường quá đi tu. Nên cái trường hợp của bạn nói cũng đúng. Nhưng rất nhiều người hoàn toàn không thất bại, họ vẫn đi tu. Trường hợp của anh Võ Trọng Nghĩa, các bạn lên trên Google search anh Võ Trọng Nghĩa đi tu. Anh là một kiến trúc sư nổi tiếng Việt Nam, nổi tiếng quốc tế luôn, bao nhiêu giải. Doanh nghiệp vẫn đang làm ăn rất thuận lợi. Đùng cái anh sang Myanmar, anh đi tu cả hai vợ chồng. Xong lâu lâu mới về, làm việc với công ty một ngày 2 tiếng đồng hồ vẫn chạy bon bon. Nhân viên của anh, bạn nào mà chịu khó đi thiền, chịu khó đi tu tập được trả lương. Đi tu thiền 1 tháng, 2 tháng vẫn đầy đủ trả lương, có vấn đề gì đâu. Thấy chưa? Nên có những người vì thất bại mà đi tu, có những người thành công mà đi tu, có những người vì hiểu biết mà đi tu, có những người vì hướng thiện mà đi tu, cái tâm thiện mà đi tu. Nên ở đây này mình bắt đầu phân tích
vào đúng cái sơ đồ từ nãy này, tôi bật lên cái sơ đồ cho các anh chị xem hình dung luôn, dùng ngay sơ đồ ba gốc ba độc phân tích dễ như trở bàn tay. Đấy. Đấy. Ghép vào sơ đồ ba gốc ba độc để dễ phân tích. Đấy, các bạn nhìn hai cái tam giác. Như trường hợp của anh Võ Trọng Nghĩa này, vì sự hiểu biết mà đi tu. Anh rất thông minh. Anh tiếp xúc với cả Phật giáo, anh tiếp xúc với cả các lớp thiền, anh thấy tuyệt vời quá. Nên vì cái sự thông minh đó mà anh đi tu, chứ vì thất bại đâu. Rồi anh Hùng, chủ của Thái Hà Búc, thất bại chỗ nào? Anh vẫn đang làm chủ Thái Hà Búc mà. Mà tại sao anh vẫn đi tu tập? Thấy chưa? Nhờ trí tuệ mà người ta đi tu. Nhờ đạo đức mà người ta đi tu. Người ta khi đi tu, người ta thấy đạo đức tăng trưởng, người ta thấy người ta sống tốt hơn. Nhá, chứ không phải cứ ai chán đời thất bại mới đi tu. Chán đời thất bại nằm đây này, vì sợ hãi mà đi tu. Ở ngoài đời bị chồng nó đánh nhiều quá nên sợ, thôi lên chùa tu. Thất tình mà đi tu, sợ. Giống như Lan và Điệp đi tu không rắc quả được đâu, vào chùa chỉ quậy chùa thôi. Vì sợ mà đi tu, vì tham mà đi tu. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ đến nàng. Là gì? Là cái anh chàng này ở trong chùa, xong cái cô nàng này ở bên cạnh. Cô nàng này yêu anh chàng này, anh chàng này ở trong chùa là người tu hành từ bé, được nuôi từ một cái chú bé xíu. Cô nàng này cũng bé xíu ở bên cạnh, hàng ngày sang chơi với anh chàng này. Thế là khởi sinh tình cảm. Lớn lên thì anh chàng này trở thành một người tu sĩ, còn cô nàng này chỉ trở thành một công nương rất đẹp, nhưng suốt ngày vào chùa chỉ để ngắm ông thầy gõ mõ thôi. Rồi mơ tưởng một ngày ông thầy không tu nữa để lấy. Thế là cái anh chàng này tu thì tu nhưng mà không cắt được những cái cảnh trần, không cắt được những cái tình cảm đó. Thế là một ngày đẹp trời, cô này cô bị ép đi lấy chồng. Rồi cô ta tự tử, cô ta chết. Tin đã đến tai anh đó, anh hận quá. Thế là anh ta bảo là Phật trên cao quá, mãi mãi không độ được đến nàng. Điều đó chứng tỏ anh này học Phật rất cạn cợt. Đấy, cái tụi Trung Quốc cũng thế, học cạn cợt lắm. Độ ai? Ai là người học thì người đó được độ. Văn tư tu ai luyện, người đó được độ. Chứ cái cô đó, cô có đến chùa để học Phật đâu. Cô đó đến chùa để tán trai. Còn anh chàng này tụng kinh gõ mõ để học Phật, nhưng tụng kinh gõ mõ không đến nơi đến chốn, nên bị cái bóng hình nó cứ lấp loáng, kinh điển nó cứ mất dần đi. Thành ra học Phật cũng không ra hồn. Một ngày đẹp trời nghe tin cô ta lấy chồng rồi cô ta tự tử chết thì tức quá, thành ra cái bài hát đấy. Các bạn thấy chưa? Nên cũng là đi tu, nhưng do tâm tham mà đi tu, do tâm tham mà đến chùa. Cũng là đến chùa, có người thành tâm quý chùa, quý Phật, quý kinh điển mà đến chùa. Có người vì sợ hãi chức mình của bị mất mà đến chùa cúng bái. Tham cái ghế mình ngồi mà đến chùa cúng bái. Có người vì tham mà đến chùa, có người vì sợ mà đến chùa. Có người a dua mà đến chùa, si mà đến chùa. Nên cũng là cái người vào chùa tu có 5-7 loại. Vấn đề là chúng ta phải xác định đó là loại nào, chứ đừng gán ghép mọi người đến chùa tu đều là người thất bại. Người nào nói câu đó là người trí tuệ có vấn đề. Góc nhìn bị đơn chiều, phiếm diện. Nha, tức là cái góc nhìn nó không có trọn vẹn, không có đa chiều được. Xem lại. Nếu bạn biết các vị thầy có những chia sẻ bổ ích cho tâm thức cộng đồng, hãy kết nối với chúng tôi để chấp cánh cho những điều tử tế bay xa bạn nhé.